Lương ơi! Bạn Lương ơi! Tớ, tớ, tớ! Bạn à? Ra đây bạn ơi! Bạn Lương ơi, nhìn này! Cua à? Mẹ tớ mua cho tớ hai con cua đấy, ngon lắm! Ui! Tớ ăn nữa nhá! Ok! Cho tớ một con! Nhưng mà ăn hả? Này phải có cái gì chứ? Tớ quên rồi, hay là bạn vào kiếm cái gì để... Để... Là mình nhai cao su cả buổi sáng này! Vẫn đi ăn làm gì cao su ấy! Để mình vào lấy nước chấm nhá! Ok! Bạn có kéo không? Không có kéo bạn... Ăn cầm, này cầm, mà gãy cầm. Hết răng! Đúng rồi! Nhớ lấy nước chấm ngon ngon nhá! Đấy rồi bạn Học ơi! Ui! Hợp chưa? Hợp rồi. May nhà mình vẫn còn nước chấm hải sản. Đi ra kia ăn đi. Đi. Ok. Ui, trời ơi, ngon đấy bạn nào ơi. Thơm nhỉ bạn nhỉ. Mà công nhận mẹ bạn giàu thật đấy. Những món ăn ngon toàn gọi mình thôi. Chuyện. Mà chỉ có những người sang chảnh mới được ăn cua biển thôi. Thế à? Những người nghèo chỉ ăn cua đồng ấy bạn nhỉ. Đúng rồi. Ui. Ăn đi bạn ơi. Bữa cái càng ăn trước bạn ạ. Cái càng ngon nhất nhỉ bạn. Càng ngon trước đấy. Ui trời ơi. Trời ơi, nó cứ như cái đùi anh bạn Học ạ. Ăn đây, ăn đây. Wow, nước chấm nhà mình này. Bạn Học ơi. Hả? Ngon quên chết luôn. Ngon quên chết. Ui. Phải hơn cà sủ của mình nhai luôn nhá. Nhờ. Ăn nó ngon bạn nhờ. Ui, ngon bạn Học ạ. Chuyện. Cua biển nó không ngon, cua thì ngon. Ui. Bạn Học ăn được ơi. Mấy bạn ăn con gì đây? Cua biển đấy. Mà ai bạn bè mày? Cái con nhà nghèo kia. Ai bạn bè mày? Hai bạn chẳng bạn chơi mình từ bé lớn đấy. Mà bạn ơi. Chết bao giờ? Lần đầu tiên tôi thấy con cua nó to như này đấy bạn ạ. Đúng rồi. Lại nhà nghèo mày. Mày có bao giờ nhìn thấy con cua lại bao giờ đâu? Đúng rồi. Chỉ nhìn thấy con cua đồng thôi bạn nữa. Đúng rồi, con cua đồng ở ruộng ấy nhỉ. Hai bạn đúng ơi. Thật. Hai bạn cho tớ xin miếng hả? Không. Mà hai bạn tham đấy, có con cua to này không cho tớ một miếng. Ngọt lắm bạn Hậu ạ. Đúng rồi. Cua bạn Hậu ngon á. Mà bạn nghèo ấy, bạn không có tiền mua con cua này ăn đâu. Cua này đắt lắm. Thế đây là cho tớ xin miếng. Không. Không. Mà bạn ạ, bạn nghèo ấy, bạn không đủ đẳng cấp chơi bọn tôi đâu. Đúng rồi. Đó. Mà bạn có giỏi ấy, bạn về bạn lấy tiền bạn mua con cua to như này mà ăn đi. Đố bạn ấy. Bọn tớ thách bạn ấy. Đấy, bạn thách tên tôi đúng không? Đúng rồi đấy. Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ về lại buồn cua to như này. Đố bạn kiếm được con cua to hơn con cua bọn tớ đấy. Bạn ơi, bạn. Con cua này mẹ tớ bảo là to nhất rồi. Mà nó còn làm gì con cua là to hơn. Đúng rồi. Thôi được rồi. Mấy bạn cứ nhớ bạn đấy. Rồi. Cái đồ nhà nghèo nó hay kiểu như là oai bạn nhỉ. Ừ đúng rồi. Sĩ diện ấy. Xin chào con em, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả người vui vẻ nha. Các bạn ơi, đấy, mình vừa lại hại bị hai đứa bạn trẻ trâu nó coi thường mình các bạn ạ. Đấy, nó đang ăn con cua biển ngon lắm các bạn ạ. Mình xin nó mà nó lại không cho mình các bạn nhá. Thì các bạn ơi, mình rất chi là cay và tức các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm con cua nào nó sẽ to hơn con cua đấy các bạn ạ. Thì không biết là con cua nào sẽ to hơn con cua biển nhỉ. Thì mình nghĩ là chỉ có con cua hoàng đế thôi các bạn ạ. Đấy, trong truyền thuyết là con cua hoàng đế là ăn siêu ngon luôn các bạn ạ. Thì các bạn ơi, hôm nay Hưng sẽ đi mua một con cua hoàng đế để ra dạy cho hai cái lũ trẻ trâu đó một bài học các bạn nhá. Thì các bạn hãy đón xem clip của mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ không lên thuyền nữa, mình sẽ đi mua con cua hoàng đế siêu to khổng lồ về để thưởng thức các bạn nhá, để dạy cho hai đứa bạn trẻ trâu của mình một bài học các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, các bạn nhìn chưa? Đấy, đố các bạn biết đây là con cua gì đấy. Đây chính là con cua hoàng đế Alaska các bạn ạ. Siêu to khổng lồ các bạn nhé. Đấy, con này to gấp mấy lần của mấy cái đứa bạn mình ngoài kia các bạn ạ. Đấy, vừa dám coi thường mình các bạn nhé. Bây giờ mình mua hẳn con to bự luôn các bạn nhé. Thì các bạn ơi, con này mình mua là lúc mua là nó sống các bạn ạ. Nhưng mà do mình đi đường xa ấy các bạn ạ, nó hết oxy, thế là con này nó lại chết ngạt mất các bạn ạ. Đấy, to lắm các bạn nhìn này. Đấy, to dã man luôn. Cái chân này của nó các bạn ạ phải bằng hai ngón tay của mình các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mang đi rửa sạch sẽ, sau đó mình đi hấp bia các bạn nhé. Mình ra dạy cho mấy cái đứa bạn mình dám coi thường mình các bạn ạ một bài học các bạn nhé. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn nhé. Let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho vào hấp các bạn nhé. Đấy, đây cua khổng lồ của mình các bạn ạ. Đây, mình cho vào hấp các bạn nhé. Ui, vừa im các bạn ạ. Vừa im với lồi luôn.
Đấy các bạn thấy chưa? Ui giời ơi. Đấy các bạn này, cái còng của nó bằng hai ngón tay của mình các bạn nhìn chưa? Rồi. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hấp bằng bia các bạn nhá. Đây, bia mình đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn ạ. Ui. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Cua này ngấm bia mới ngon các bạn ạ. Mình hấp bia để cho nó tanh các bạn nhá. Cho ít xả với ớt vào cho nó dậy mùi các bạn ạ. Các bạn ơi, chín rồi đấy các bạn ạ. Không biết con này của mình nó hóa thành cái con gì các bạn ạ. Ui. Các bạn nhìn chưa? Nó đổi màu các bạn ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ạ. Ui. Các bạn nhìn đi chưa? Đấy khổng lồ luôn các bạn ạ. Thơm lắm các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn này. Đằng sau của nó các bạn nhìn chưa? Đấy rất là đẹp luôn các bạn ạ. Màu nó sang màu đẹp kìa các bạn nhỉ. Đấy. Yeah, thì bây giờ mình sẽ mang ra kia thưởng thức các bạn nhá. Hai cái đứa bạn trẻ trâu các bạn đã dám coi thường mình các bạn ạ. Thách thức mình không có tiền để mua cua khổng lồ ăn các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình ra thưởng thức các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu thưởng thức các bạn nhá. Ui ôi, ngon quá các bạn ạ. Đấy các bạn này, cái chân của nó các bạn nhìn này. Đấy, của nó to đúng bằng hai ngón tay của mình các bạn nhá. Mình sẽ bỏ chân ra ăn các bạn ạ. Các bạn nhìn chưa, nước nó rắc vào các bạn nhìn này. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, thịt của nó này. Đấy, bây giờ mình chấm cái này các bạn nhá. Khóc quá các bạn, mù cả khóc quá. Mình sẽ cắt ra các bạn nhá. Mình sẽ bóc ra các bạn nhá. Đấy, thịt của nó các bạn nhìn chưa? Các bạn thấy ngon không? Các bạn thịt của nó này. Đấy. Cứ là mấy con cua biển này của mấy cái thằng bạn của mình thôi. Tuổi gì các bạn nhờ? Em mình chấm ở đây các bạn nhá. Ngon lắm các bạn. Bạn Hưng ơi. Bạn bắt đâu con cua to thế? Bạn Hưng ơi. To thế. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy con cua to này luôn ấy. Ui bạn ơi, cái càng nó to gấp đôi mình càng ạ. Mình không quen hai bạn đâu. Mà bạn ạ, mình tưởng con cua biển nó to rồi, ui còn lại có con cua to hơn này. Con này là cứ như con thủy quái bạn nhỉ. Ui, bạn Hậu ơi. Biết cua gì không? Bạn Hậu ơi. Biết. Ui, thơm thế bạn ơi. Đây là vua của các loại cua ấy, hiểu không? Ui, vua. Đúng rồi. Mấy con cua của hai bạn ăn nó chỉ là lính là thường dân của con cua này thôi. Con này con cua hoàng đế. Bạn Hậu ơi. Bạn ạ. Bạn cho bọn tớ thử một miếng đi. Con này nhiều gan. Nào. Tớ không quen hai bạn. Ok. Đấy, tớ không quen hai bạn. Thôi mà bạn Hưng với bạn này. Ui bạn Hưng ơi. Tớ không quen hai bạn. Ui. Bạn ơi, ngon lắm. Ui. Bạn ơi, cho tớ xin miếng. Bạn Hưng ơi. Cho tớ xin cái càng này đi. Hai bạn lật mặt lắm. Ý. Hai bạn lật bạn lật mặt như trong chóng ấy. Ui. Cua của bạn. Nhà tớ nghèo lắm, tớ không có cua biển để ăn đâu. Nhà bạn Hưng giàu mà nhà mình nghèo á. Ui bạn Hưng ơi. Ui, nhà bạn giàu á. Ui bạn Hưng ơi, nhiều thịt thế. Cho mình xin miếng. Ui liều. Bạn Hưng ơi, cho bọn tớ mình ăn nữa. Mình nhờ vãi rồi bạn ạ. Ui. Bạn nhìn chưa. Ui. Bạn Hưng ơi, cho mình xem vị của nó đi. Ôi, xem nó có khác con của mình không. Ui, bạn cho bạn tớ ăn nữa. Ui. Rất rãi rồi bạn ạ. Mình miếng. Bạn Hưng ơi, bạn cho bọn tớ xin một miếng đi. Bọn tớ chưa ăn cua bao giờ bạn ạ. Bọn chưa nhìn thấy bao giờ luôn ấy. Cái con này nhiều gai bạn nhỉ. Ui. Ui, cho mình xin miếng đi. Bạn cho bọn tớ xin miếng đi. Thôi, có gì bọn mày bạn cho bọn tớ đi. Xin lỗi nhá. Bây giờ bọn tớ không dám khinh thường bạn đâu. Hai đâu? Bạn vừa lấy coi thường tớ, chê tớ nhà nghèo. Nhà tớ nghèo lắm, không có cua ăn đâu.
Bạn tớ bạn, bạn tớ biết sai rồi, bạn tha lỗi cho bạn tớ đi. Cho mình tha thứ cho bọn mình. Bây giờ hai bạn xin lỗi tớ đi. Mình xin lỗi bạn Hưng nha. Quanh tay vào. Mình xin lỗi bạn Hưng nha. Mình xin lỗi bạn Hưng nha. Ôi lần ơi. Sau bạn có gì cứ gọi mình nhá. Ngon thế bạn Hưng ơi. Wow. Từ bây giờ bạn hai bạn có khinh thường tôi nữa không? Không không. Từ giờ bọn tớ không khinh thường bạn đâu. Bạn Hưng bạn là số 1 luôn. Uê, bạn ơi cho mình xin miếng đi. Cái càng này to ấy bạn Hưng. Bạn Hưng ơi, con cua này sao nó lắm thịt thế bạn nhỉ? Ngọt rắt bạn Hầu ạ. Nhiều nhỉ. Cái ngọt rắt bạn Lương ạ. Cái càng của mình nó to nhất chỉ bé hơn này một xíu thôi. Cái càng cua biển nó to nhất bằng này thôi. Mà tớ thề bạn, tớ chưa bao giờ nhìn con cua nó to này luôn bạn ạ. Đây. Đây tớ cho bạn Hậu cái này, nhưng hứa là sao không được coi thường tớ nữa chưa? Ờ tớ hứa, tớ hứa. Wow. Wow. Bạn Hậu ơi. Cảm ơn bạn Hưng nhá. Con này ăn đã đời luôn bạn Hậu ạ. Bạn Hưng ơi, con này ăn như nào bạn? Bạn cứ ăn như bình thường thôi. Quê. Quê cua này nhiều thịt dã man luôn đó. Bạn Hưng ạ. Bạn ơi nó ngọt thôi rồi bạn ạ. Ngọt đâu? Ngọt hơn cả cua biển luôn đấy. Đấy bạn ơi, kéo của bạn này. Bạn Hưng ơi, con cua biển không là gì luôn bạn Hưng ạ. Trời ơi. Ngon không? Bạn Hưng ơi, to thế. To không? Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn này. Cái càng của nó này. Đấy, to bự luôn các bạn ạ. Đây mình thử ăn cái càng nhá. Wow. Hai bạn ngon không? Ngon lắm bạn Hưng ạ. Hai bạn từ giờ không được khinh thường tới nữa chưa? Nhớ, nhớ, nhớ. Nhớ rồi. Wow, bạn Hưng ơi. Chấm nước chấm bạn. Đúng rồi. Cua bạn ngon ngọt. Ui các bạn này. Cái càng của nó này. À. Ai là vậy? Sao đây? Sao đây? Chấm mất có gì sốc bê. À mù tạc bạn ạ. Ui tao làm sốc bê. Wow. Wow cua bạn Hưng. Bạn Hưng ơi ngọt nhờ bạn Hưng nhờ. Ngọt dã man luôn bạn Hâu ạ. Bạn Hưng nhà bạn Hưng giàu thật đấy. Cua mình không đủ đẳng cấp đâu bạn Hậu ạ. Đúng rồi. Đây các bạn này càng của nó này. Wow. Càng đây là các bạn này. To nhỉ. Ui. Con này là càng chúa hả bạn? Wow, bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy cái càng nó to như này luôn á. Ngon thế bạn Hưng ạ. Ngon đâu. Bạn Hưng ơi. Cái mai này nó có cái gì không bạn Hưng? Đây bạn bữa ra. Bạn, bạn ăn mai đi. Wow, wow, bạn Hưng ơi nắm gạch không này. Bạn ăn đi. Wow. Cái gạch này nó ăn nó béo lắm bạn ạ. Ui nó ngọt như mía luôn bạn ạ. Đúng rồi. Mình vừa bị sốc cái nước chấm của bạn Hưng nhé. Ngon nhờ. Ngon lắm bạn Hưng. Wow. Ăn mạnh lên hai bạn. Cái này ấy xong rửa sạch đi làm cái mũ ấy nhỉ. Ừ, bạn nút đầu ấy. Ăn nước đẹp không? Yeah. Đấy. Hậu cua. Là gọi hậu cua. Hậu bạn Hưng tí cho tớ xin này nhá. Được. Tí cho bà tớ thiết kế cái quai đeo. Ơi chất thôi rồi bạn Hưng ạ. Bạn Hậu phải cắt đầu dọc giữa cơ thành hậu cua cơ. Đấy. Rồi. À bắt đầu. Và tớ sẽ đi cắt đầu moi. Đội 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 đại học. Ừ được. Các bạn ơi, vừa lấy hai bạn này dám coi thường tớ các bạn ạ. Bây giờ lại sang xin tớ ăn cua, tớ lại cho hai bạn đấy. Các bạn thấy mình xử lý đẹp không? Đấy, bạn Hưng rất tốt bụng các bạn nhá. Bạn Hưng tốt bụng thật đấy. Đấy, ngon thật sự các bạn ạ. Ê, cua của mình nhá bạn này. Còn bao nhiêu nữa thịt nữa các bạn nhá. Nó ngọt quá các bạn Hưng ạ. Đấy. Bạn Hậu ơi. Mình ăn một càng mà kiểu như là nó non ấy bạn ạ. Đứng nhiên. Thì hai bạn từ giờ không quan trọng tới nữa chưa? Nhớ rồi. Đấy thì các bạn ơi, clip của mình chắc là dừng lại tại đây thôi. Đấy thì các bạn thấy video của Hưng hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.